cho sự phát triển của Android. Huawei đã có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển và tăng trưởng của Android trên toàn thế giới, là một trong những đối tác toàn cầu quan trọng của Android. Chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với nền tảng nguồn mở của họ để phát triển một hệ sinh thái có lợi cho cả người dùng và ngành công nghiệp. Tập đoàn viễn thông hàng đầu Trung Quốc nhấn mạnh trong tuyên bố ngày 20 tháng 5. Huawei hiện là nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới và phụ thuộc hoàn toàn vào hệ điều hành Android của Google. Tuy nhiên, một gáo nước lạnh đã bị dội xuống tập đoàn này ngày 20 tháng 5 khi Google tuyên bố sẽ ngừng hợp tác với Huawei về Android nhằm tuân thủ một quy định ký chưa giáo mực của Tổng thống Donald Trump. Theo đó các công ty Trung Quốc sẽ không thể thâu tóm hoặc mua công nghệ từ các công ty Mỹ nếu không có sự chấp thuận của chính phủ Mỹ. Quyết định này đồng nghĩa kể cả các sản phẩm đầu bảng tương lai của Huawei sẽ không nhận được cập nhật phiên bản mới nhất của hệ điều hành Android công ty sẽ tiếp tục cung cấp các bản cập nhật bảo mật và dịch vụ hậu mãi cho tất cả các sản phẩm điện thoại thông minh và máy tính bảng Huawei và Honor hiện có, bao gồm những sản phẩm đã được bán và vẫn còn trong kho trên toàn cầu, tuyên bố khẳng định. Báo sao China Morning Post, SCMP, dẫn các nguồn thạo tin cho biết Huawei vẫn chưa thay đổi kế hoạch ra mắt Honor 20 Series vào ngày 21 tháng 5 tại London, Anh, và phiên bản cho thị trường nội địa ngày 31 tháng 5 tại Thượng Hải. Tập đoàn này đặt nhiều hy vọng vào Honor 20 series ở châu Âu, một trong những thị trường lớn nhất của nó bên ngoài Trung Quốc. Huawei chiếm 23,6% thị phần châu Âu trong quý 4 năm 2018, tăng mạnh từ mức 14,8% của năm trước đó. Thị phần của các đối thủ như Samsung và Apple đều giảm trong quý 4 năm 2018, theo báo cáo của Canalys hồi tháng 2 năm nay. Dù Android là một hệ điều hành mở, Việc Google ngừng hợp tác vẫn sẽ khiến các thiết bị cầm tay mới của Google không thể truy cập vào các ứng dụng phổ biến như Gmail và YouTube. Điều này có thể khiến các khách hàng bên ngoài Trung Quốc phải suy nghĩ và cân nhắc khi muốn mua các sản phẩm của Huawei. Huawei sẽ phải bán các thiết bị chạy Android nguồn mở ra nước ngoài tương tự như phiên bản nội địa Trung Quốc. Tập đoàn này cũng sẽ phải giữ giá sản phẩm rẻ hơn nhưng tốt hơn các đối thủ như Samsung và thậm chí là Oppo, Xiaomi hay OnePlus để thuyết phục mọi người sử dụng thiết bị của họ khi không có các ứng dụng và cửa hàng ứng dụng của Google, chuyên gia Jean Baptiste Su nhận xét với báo SCMP. Bảo DUI